Mến chào các cô, các chú, bác và anh chị em. Hôm nay ngày 13 tháng 8 em có đem về chín hoa mai để giao lưu với anh chị em. Mà em cũng từ lâu cũng làm clip này thì các cô, bác và anh chị em là cũng ủng hộ em. Thì em thành thật rất cảm ơn. Thì có những cái lỗi lầm gì đó ha, em nghe điện thoại không kịp ha, tin nhắn gì đó thì các cô, các bác, anh chị em cũng thông cảm. Tại vì bán cây ở trên mạng thì thường thường á là cái điện thoại liên tục ha, điện thoại liên tục, nhiều khi em trả lời tin nhắn không kịp á, nhiều khi đã coi tin nhắn á, thì số điện khách điện lại thì chưa kịp trả lời tin nhắn thì đã quên, thành thử ra các anh chị em cũng thông cảm giùm. Với các anh chị em á, thì cũng thông cảm bỏ qua những cái lỗi lầm, có gì thì anh chị em cứ đóng góp. Tại vì cái cây gần đây á, em bán đi á, thì cũng có một số anh chị em á, là mua xong á, thì không có nhận hàng của em. Thì các anh chị em cũng đó cũng thông cảm giùm cho em. Nếu như mà xem kỹ giúp giùm em cái cây á, thì mua á, thì nên nhận hàng giúp giùm cho em. Đó thì em thành thật cảm ơn các anh chị em đó. Đó, em có nhiêu thì cái gì thì em có làm lỗi thì anh chị em thông cảm giùm. Và chú bác đóng góp ý kiến. Còn cái chuyện mà em không phải là như tỷ không nghe điện thoại của anh chị em, tại vì cái máy lúc đó là giờ cao điểm nó bận liên tục đó, thì các cô chú cũng thông cảm. Thì khi coi lại, nhiều khi qua ngày hôm sau mới coi lại được tin nhắn thì em nhắn tin lại đó, nhiều khi ra coi tin nhắn tin lại thì các cô bác cũng thông cảm giùm. Thì em thấy có gọi nhỡ thì em sẽ điện lại. Rồi em có nhiêu rồi, hôm nay cái cây phôi số 1 ngày 13 ngày 13 tháng 8 đó, cây số 1. Cái này sao mà nó kêu quá trời ha. Cái này nó bị ấy rồi. Nó khô dầu mà quên hoài. Đây. Rồi máy hoành thân 24 đi, 25 hoành mình tính 24 đi. 24. Rồi. Cái này con thú nha cô chú anh chị em. Con thú tổng chiều cao là 40, cao 40, cái mình của con thú, mình con thú chiều dài 18, mỗi 19. Rồi nó cũng gần ngang tay các cô chú bác anh chị em ơi. Rồi cho con vòng nữa nè. Đây nó rất có duyên nha. Thì rồi, các giá cô chú bác cái này cắt trừ hao nha, thì nhìn nó cũng chưa có đẹp gì, thì để cho cô bác về cắt lại nha. Giá phôi số 1 ngày 13 tháng 8 có 2 triệu. 2 triệu phôi số 1. Phôi số 1. Rồi đổi phôi nè. Phôi số 2. Phôi số 2. Ngày 13 tháng 8. 13 tháng 8. Đây phôi số 2. Đây nó rất đẹp nha. Những rễ này dư thì cắt bỏ nha. Đây nó cũng đủ chân luôn nha đó. Nhưng mà cây này nó có cái cũ đó, nó rất đẹp. Đây nó đế chảy đều hết nha. Hoành thân 23. 23. Rồi tổng chiều cao 44. Để đó khoan. Rồi chiều dài của con thú con tắc 2 đó, em đo gì thôi chứ khoảng tắc rưỡi. Rồi cây số 2 này cũng có giá 2 triệu. 2 triệu. Phôi số 2 cũng có giá 2 triệu. Rồi đổi phôi nơi. Phôi số 3. Phôi số 3. Số 3 ngày 13 tháng 8 nha các cô chú và anh chị. Đây phôi số 3. Cũng thú nữa nha anh chị. Rồi cho thông số nè. Hai mươi. Rồi
Tổng chiều dài của con thú 24. 24. Đây rất đẹp. Cây này có giá 1,5 triệu. 1,5 triệu. Rồi, cho phôi tiếp theo. Đây, phôi số 4. Phôi số 4. Ngày 13 tháng 8. Đây, xoay một vòng. Nó cũng quái quái hết ngang các chú các bác. Quay quay cái mặt qua đây. Rồi, 19 hoành thân. 19. Rồi, hoành thân 19. Cái mình. Cái 22. Cây này cũng dạng quái quái nha anh chị. 22. Rồi. Giá cây này có giá 1,2 triệu, cây số 4. 1,2 triệu, cây số 4. Rồi. Cây số 5. Cây số 5. Ngày 13. Ngày 13 tháng 8. Đây cũng thú nó ngang các chú các bác anh chị. Đó, nó rất quái nó. Đây, nó quýt mấy cây nu nu đây. Đây. Mười sáu. Rồi. Đây, cây này có giá 1 triệu. Bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh nha các cô chú bác anh chị em. Rồi, 1 triệu bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Cây số 5 có giá 1 triệu. Cây số 5. Cây số 6. Cây số 6. Thú nữa. Cũng thú. Con này khác hơn con chứ rồi ngang các cô chú. Đó, thú này đủ giò ngang cô chú. Đây, cây số 6. Mười sáu đi. Rồi. Đây, cây này rất đẹp ngang các cô các chú. Còn đó đâu nữa không? Hai mươi. Rồi, cho giá luôn anh ơi. Cây này có giá 1,2 triệu. 1,2 triệu. Phôi số 6 có giá 1,2 triệu. Phôi số 6 giá 1,2 triệu. Phôi số 7. Đây, phôi số 7 cũng rất đẹp nha. Đây. Rễ có hết các cô chú. Đây, nó nôm xuống nha các cô các chú. Đây, nó nôm xuống đều hết nha. Đây, nó chảy đều hết đây. Nó rất đẹp. Hai mươi hai. Rồi. Hai mươi bốn tổng chiều dài. 24. 24. Rồi. Cây này đế rất lực ngang các cô chú bác. Cây số 7. Cây số 7. Ngày 13. Rồi, giá nhiêu anh ơi? Cây này có giá 1,8 triệu. 1,8 triệu. Cây số 7. Cây số 7. Rồi. Cây số 8. Cây số 8. Đây, cây này rất đẹp nha. Tuy nó nhỏ, cây rất đẹp nha.
cây số 8. Đây. Rồi, thông số gì đây. Hai mươi. Rồi. Cây này rất đẹp nha các cô chú. 20 chiều dài. 20. Rồi, giá nhiêu luôn anh cây ơi? Cây này có giá 1 triệu 8. 1 triệu 8. Cây số 8. Cây số 8. Rồi. Cây cuối cùng. Cây số 9 hả? Cây số 9. Là hết rồi hả? Rồi, cây này hơi lớn nha anh em. Cây số 8 này có giá 1 triệu 8 nghe các cô chú. Cây này số 9. Hôm nay là ngày 13 tháng 8. Về giao lưu với các chú có 9 thôi. Đó, cây này bonsai rất đẹp nha. Đây, để quay từ từ cho các cô chú bác anh chị em tham khảo. Đây. Đây bonsai nó rất đẹp nha. Đây nó đầy đủ hết nha, nó không thiếu nha. Rồi, dòng nữa đi. Đó, nó đầy đủ chi hết nha các cô chú. Nó không thiếu nha. Dòng nữa đi. À. Rồi. Thông số. Năm mươi tám. Hoành thân 58. Hoành thân 58. Rồi. Tổng chiều cao là 56. Để đó từ từ. Cái này bông sai lùng lực nha các cô chú anh chị em. Rất đẹp. Rồi. Rồi cho xin giá anh ơi. Cây này có giá 15 triệu. 15 triệu. Có bao ship gì chưa? Bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Cây này nặng à nha. Dạ, cây này nặng. Ship nặng à. Cây số 9. Cây số 9. Rồi còn cây nào nữa không anh? Hôm nay ngày 13 tháng 8 em giao lưu với các cô chú bác có 9 thôi. À, số 10 đi. 9 thôi. Số 10 đi. Số 10 hả? Ngày 13 tháng 8. Thì vậy thêm cây nữa đi. Sù nè. Một sù nè. Giữ luôn nè. Giao lưu với các cô chú bác có 9 thôi. Rồi 9 thôi ha. Dạ. Mến chào, hôm nay ngày 13 tháng 8 thì em giao lưu các cô các chú có 9 phô mai. Thì em kính chào tạm biệt các cô, chú bác và anh chị em. Và rất cảm ơn các cô, các chú bác, anh chị em đã ủng hộ em từ lâu. Thành thật cảm ơn. Hẹn gặp lại clip sau. Mến chào tạm biệt.